Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review. Phần mềm đồ họa ngày càng được nâng cấp với nhiều login hoặc các tính năng AI buộc các bạn làm việc đồ họa phải nâng cấp máy học UE mới. Vì tại sao các bạn không đến ngay Phương Thành Computer Cyber Monday, cơn lốc giảm giá PC đồ họa chỉ với hơn 20 triệu các bạn sẽ có những gì? Màn hình i5 đời thứ 13 kết hợp cùng card đồ họa RTX 3060 12GB và kit RAM 32GB. Đặc biệt, các bạn sẽ được tặng kèm một ổ cứng 2TB sẽ là công cụ hỗ trợ rất nhiều cho các bạn trong việc lưu trữ các dữ liệu đồ họa cực nặng. Vậy tại sao lại là i5 13600K? Là một con CPU Core i5 nhưng mạnh hơn cả Core i7, chính xác hơn là Core i7 12700K với giá thành lại tương đương nhau. Theo mình đánh giá, đây là một con CPU quốc dân với 16x20 luồng, nhiều hơn cả i7 12700K chỉ với 14x20 luồng. Với nhiều nhân nhiều luồng như vậy thì khả năng render và đa nhiệm được đẩy lên cực kỳ nhanh chóng, thu nhập tối đa lên đến 5.3GHz xung cao sẽ giúp anh em xử lý chân chu các project đồ họa từ Full HD đến 2K. Kết hợp cùng Vega RTX 3060 12GB có 3584 nhân CUDA và 12GB RAM thì chắc chắn các tác vụ đồ họa 3D nặng như Lumion, 3DS Max, Render sẽ không thể làm khó được bộ máy này. Mình sẽ trang bị 32GB RAM, bớt 3200 với bớt RAM lớn như vậy sẽ đáp ứng mượt mà đa số các phần mềm đồ họa hiện nay. Ở thời điểm hiện tại đã có RAM DDR5 bớt rất cao, nhưng để có thể chạy được thì anh em phải nâng cấp mainboard có hỗ trợ RAM DDR5 nên chi phí sẽ đội lên rất nhiều, nhưng hiệu năng làm việc đồ họa không được cải thiện là mấy. Do đó mình sẽ tập trung nhiều vào CPU và Vega để anh em có một hiệu năng máy tốt nhất trong tầm giá. Với dung lượng 32GB RAM sẽ hạn chế tối đa tình trạng out RAM khi anh em sử dụng nhiều hiệu ứng nặng hoặc sử dụng chất kinh chế update effect. Hiệu năng đồ họa ngon, giá lại siêu tốt, được tặng kèm ổ cứng 2TB. Vậy tại sao không đến ngay Phương Thành Computer sở hữu ngay cho mình một bộ PC đồ họa nhé? Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.